Cục Hàng không Việt Nam vừa tiếp tục có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc áp sàn giá vé máy bay, khẳng định việc áp mức giá tối thiểu bằng 20% mức giá tối đa quy định chỉ là giải pháp mang tính tình huống, áp dụng trong thời gian ngắn và được cân nhắc trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng, các hãng hàng không và nhà nước. Với mức giá tối thiểu, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất sau khi cộng thêm thuế VAT và các khoản thu hộ, gồm giá phục vụ hành khách và đảm bảo an ninh hành khách, hành lý, chi phí tối thiểu hành khách phải chi trả cho một vé một chiều chặng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh là 824.000 đồng, xấp xỉ mức giá cơ bản của dịch vụ đường sắt, ghế ngồi mềm điều hòa và ngang bằng với dịch vụ vận chuyển đường bộ. Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết hiện có hai luồng ý kiến về việc áp sàn giá vé máy bay. Trong đó, Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Bamboo Airways thuộc nhóm đánh giá tác động tích cực. Ngược lại, Viettravel Airlines và Vietjet cho rằng chính sách quy định giá tối thiểu còn nhiều bất cập, sẽ khiến hành khách lựa chọn hãng có dịch vụ cao hơn. Như vậy, các hãng giá rẻ sẽ bị thiệt thòi và tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của hãng. Hiện Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa đồng ý với đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam về việc áp giá sàn vé máy bay.